Xin chào quý vị và bà con ngư dân. Khối không khí lạnh vẫn đang tăng cường xuống nước ta đêm nay và ngày mai tại khu vực phía bắc của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, gió đông bắc đồng loạt mạnh lên mức cấp 6, giật cấp 8, sóng cao từ 2,5 đến 3,5 mét, biển động. Sang ngày 31 tháng 10, gió còn mạnh thêm một cấp nên tình trạng biển động kéo dài, không thuận lợi trong hoạt động hàng hải. Khu vực giữa Biển Đông từ ngày 31 tháng 10, trường gió đông bắc cũng mạnh ở mức cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 và sóng biển cũng tăng cao từ 2 cho tới 3 mét, biển động. Còn với khu vực phía Nam Biển Đông, vùng biển huyện đảo Trường Sa, gió cũng chỉ ở mức cấp 4 cho tới cấp 5 và không xuất hiện tình trạng biển động. Tiếp theo, mời quý vị và bà con đến với những dự báo chi tiết cho các tuyến hải trình ra vào đảo. Đêm nay và ngày mai, cường độ gió đông bắc trên khu vực Vịnh Bắc Bộ đạt mức cấp 5, có lúc cấp 6 và sang ngày 31 tháng 10 khi mà khí lạnh được bổ sung thêm, cường độ gió đông bắc tại Vịnh Bắc Bộ đạt mức cao nhất là cấp 6, giật cấp 8, sóng cao từ 2 cho tới 3 mét, biển động. Và dự báo tình trạng biển động do gió mạnh, sóng cao tại khu vực Vịnh Bắc Bộ sẽ còn kéo dài sang cả những ngày đầu tiên của tháng 11. Nên các hoạt động lưu thông trên tuyến hải trình từ Hải Phòng ra đảo Bạch Long Vĩ sẽ bị tác động xấu. Với tuyến hải trình từ cảng Sa Kỳ ra khu vực huyện đảo Lý Sơn, có gió đông bắc đạt cường độ cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8. Sóng biển cũng đạt ngưỡng cao từ 2 cho tới 3 mét, biển động. Mưa rào và dông xảy ra làm cho tầm nhìn xa bị giảm thấp. Nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh ở mức cao, tàu thuyền hoạt động cũng cần phải hết sức chú ý. Đối với khu vực biển phía tây của Nam Bộ cũng như với tuyến hải trình từ Rạch Giá ra Phú Quốc và từ huyện đảo Phú Quốc về đất liền, gió nhẹ, mưa dông cũng không xuất hiện. Tầm nhìn xa trên khu vực biển này vì thế cũng luôn cao trên 10 km, thuận lợi trong hoạt động hàng hải. Bản tin thời tiết biển hôm nay sẽ khép lại với dự báo chi tiết cho các vùng biển trên cả nước trong 24 giờ tới. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị. Thank you.